Một nữa thì xin được cảm ơn nhà tài Không có gì. trợ Không Đại có chiến gì Tam Quốc VTC Mobile. Mọi người có thể tải game ở đường link được ghi vào phần comment để có thể ủng hộ cho nhà tài trợ của chúng ta nha anh em. Đại chiến Tam Quốc là một game Tam Quốc hay nhất châu Á, một server duy nhất liên thông 20 quốc gia, là game chiến thuật thả quân không cần nạp tiền độc nhất tại Việt Nam. Và cũng là cùng cái bóng sen, nhưng trận này lại là con chó son anh em ạ, sen Hàn. Vâng, sang trận nữa tôi sợ là ông Quýt ông đi về để cho Hùng Cua vào đánh thay. Rồi trận này quân sống hơn, nó cũng là cái gáo anh em ạ. Cũng phải cho bên kia người ta đỏ một tí, chứ nó lại lệch về một bên quá thì kèo đấu của chúng ta sẽ diễn ra nó cũng mất hay đi đúng không anh em. Và tôi cũng đang rất muốn một kèo đấu mà nó giật đổi tỷ số anh em ạ. Mặc dù mình tất nhiên là mình vẫn sẽ cổ vũ chim sẻ chứ không phải là ngồi cổ vũ cho Cam Quýt. Nhưng nếu như Cam Quýt có thêm những chiến thắng thì kèo đấu chúng ta sẽ diễn ra rất là hấp dẫn hơn, nó kịch tính hơn. Hiện tại thì sau hai trận đấu thì cảm giác này Cam Quýt cũng mình cũng thấy Cam Quýt vẫn đang thi đấu rất khỏe. Các bạn là sẻ quân bài thuận quang dễ đánh quá. Vâng, cảm ơn anh Mạc Hải Toàn. Chào anh Lê Huy Hiếu, mạnh dạn đoán 5-0 à. Ôi vâng, anh em dự đoán kinh thế, tận 5-0 cả. Vâng, Cam Quýt khỏe đấy, không phải dạng vừa đâu. Vâng, em thì dự đoán là 0-5. Chào anh Khan Zelit nhá, chào anh Phạm Công, chào Thanh Hóa quê tôi, chào anh Lobita lang thang, cảm ơn Minh Trung vừa đã gửi tặng cho sẻ 75 sao, cảm ơn anh Huy Như Văn đã tặng cho sẻ 25 sao. Sẻ có thách đấu Hoàng Mai Nhi à? À không, cái chuỗi này thì không có anh ạ. Chuỗi này, cái chuỗi thách đấu quân hùng này thì có Bi Hồng Anh, Quýt 98. Ai đây là chip boy nữa đúng không? À 4 người rồi à? À như vậy là chỉ có 4 người thôi anh em ạ. Bi Hồng Anh và 98. Hôm nay thì cái series trận đấu này thì chúng ta đã đi được bắt đầu 1/2 chặng đường. Ngày mai thì sẽ là màn đấu đầu của chim sẻ và game thủ BB. Và ngày kia thì chim sẻ sẽ đấu đầu với Hồng Anh. Vâng, hẳn là anh em cũng nhớ đã từng có một series thách đấu quần hùng của chim sẻ rồi. Và trận đấu cuối cùng của series thách đấu quần hùng, à không, không, cái trận đấu đó thì không nằm trong series thách đấu quần hùng. Trận đấu mà chim sẻ để thua game thủ Hồng Anh trong một kèo chạm 9. Và đây cũng sẽ là cơ hội để chim sẻ có thể đòi lại món nợ gần đây mà Hồng Anh đã làm với chim sẻ. Lần solo random gần nhất, vâng, chim sẻ là người thua trước Hồng Anh. Chào Ali Bông Bông, chào anh Phạm Vũ Hải nhá. Cái này nhà tài trợ chỉ định người thách đấu à? Không, cái này thì là do bên mình chủ động đi thách đấu anh em ạ. Mời các game thủ khác người ta tham dự. Vâng, với cái mức phần thưởng, giải thưởng tham dự là 5 triệu đồng, 8 phút 12 với 26 dân. Có lẽ các game thủ cũng rất là sẵn lòng để tham dự cái series đấu quân hùng này của chim sẻ. Mặc dù cá nhân em đánh giá thì để thắng được chim sẻ thì cái gì đấy hơi khó dành cho các game thủ tham dự. Tập này sẻ solo mình không phải là lâng bi hay là gì đâu anh em, mà thực sự thời điểm hiện tại thì cái khả năng solo của chim sẻ ở Việt Nam để mà tìm được cái tên thứ hai không ai khác chắc là ngoài D'Antoni thôi. Chứ mấy ông này rau dưa lắm. Mời anh lớp, lớp anh em hãy xem phim 18 cộng. Còn ai trồng khoai đất này anh em, bài 26 dân chiến trẻ đang ép đời khá là kinh khủng nhỉ. 8-40, 26 dân đánh nhà BL dâng cao.
Vâng, em nói thật em có bốc phét thôi anh em. Vâng, chia sẻ vào cơm gia đình gặp em có bao giờ thắng đâu. Lần nào chả thua mà toàn thua sâu ấy chứ. Em còn đang thuộc diện là bị cấm thi đấu này. Mặc dù sẻ vô địch rất nhiều giải đấu nhưng có ai cấm sẻ thi đấu bao giờ đâu anh em. Đan mới hưởng còn đang sắp bị cấm thi đấu đi này. Khổ thế chứ đi. Vâng, quay trở lại với những diễn biến của trận đấu rồi. Hết giờ bốc phét rồi anh em. Vâng, một tình huống mà sẻ đi con giò gặp bãi đá bãi vàng nhưng lại không thấy nhà của Cam Quýt. Đây rồi, đây. Đây bây giờ mới thấy đây. Cái bãi đá bãi vàng cạnh nhau, Cam Quýt đánh rất tôn trọng đối thủ. Chúng ta có thể thấy Cam Quýt cũng đang là một bài chắc cú, một bài hit đi đánh chém đối đầu với Cho Son. Sẻ đang có chiếc nhà bây giờ thứ hai rồi. Vâng, thậm chí Cam Quýt lại lên sớm hơn. Bài hit đi đánh chủ động chém thủ trước Cho Son lên sớm hơn. Đây sẽ là một thế trận rất khó dành chim sẻ ở trong trận đấu này. Còn rất nhiều dân làm vàng đến từ Cam Quýt là cái lối đánh chủ động thủ và ra nhiều P. Có vẻ thì Cam Quýt bắt bài chim sẻ đánh 2L. Cam Quýt đang ăn rất nhiều vàng để có thể ra được nhiều khu thời điểm đầu. Con chém của chim sẻ nó đã hơi rắc nhỉ. Sao lại hai thằng đi với nhau mà một thằng khôn với một thằng ngu thế này. Sẻ đang từ từ ý đồ là sổ đấy nhưng mà chưa phát hiện ra nhà P của đối phương đâu. Rất nguy hiểm. Chỉ cần một con phù đỏ với tư Cam Quýt thôi, sẻ sẽ gặp khó, rất nhiều khó khăn. Thế trận lúc này thì cửa vẫn sáng ngời. Trong trường hợp mà chim sẻ vào sổ vào và chém được con phù hít thì vẫn vô tư luôn. Bài hít tư là một bài yếu rừng. Hoặc chim sẻ hoàn toàn cũng có thể là thay đổi lựa chọn một chút, đánh thế châu chém phát triển với Hitty. Bài Hitty là bài không có rừng, nhưng chúng ta có thể thấy bài Hitty ở bản đồ con nhà chỉ có một cánh rừng thôi. Và có vẻ như chim sẻ đang lựa chọn cái cách đánh đấy thật, đánh kiểu châu với đối phương. Chủ động bo nhà rất rộng rồi và thế nhà là rất kín. Vâng, lượng dân bằng nhau, Cam Quýt cũng đang ra dân anh em. Nhưng cái thế nhà này của Hitty là một thế hơi khó để Hitty có thể đánh kiểu phát triển đấy. Một lát nữa thôi những cánh rừng nó mỏng ra rồi. Vâng, ui dồi ôi, bò phù thế này tôi chịu đấy. Rồi, không có lựa chọn nào khác. Bây giờ chim sẻ không có quyền lao quân vào nhà đối phương, chắc chắn là như vậy. Bây giờ lao vào thì và nó sẽ là một lựa chọn không đúng đắn, khẳng định với anh em như vậy rồi. Những con phù thủy của Hitty mặc dù là không có công nghệ máu, nhưng khi mà được Cam Quýt bo bế cẩn thận những chiếc nhà bè phía bên ngoài kia thôi thì chắc chắn là khi mà sẻ mà lao chém vào thì sẽ bị phù mất tương đối nhiều. Vậy mà thôi, đánh kiểu phát triển cũng được. Cái tình thế nó không cho phép chim sẻ lao vào nhà đối phương và vẫn đang sóc dân rất khỏe trong trận đấu này. Trời, thôi đánh chém kiểu trâu ra tí thích thì lên 4, đành vậy thôi. Nếu như Cam Quýt không đẩy, Cam Quýt cũng đang tăng A rất nhiều. Bắt đầu giờ ăn thêm bãi vàng thứ hai dành cho chim sẻ rồi. Kiểu gì Cam Quýt cũng sẽ phải bung ra ăn thêm gỗ ở ngoài thôi. Cánh rừng này tuy là cánh rừng thông mà khá dài, nhưng nếu như trận đấu kéo dài hơn khoảng 25 phút trong game thì Cam Quýt sẽ tù rừng, rất tù rừng luôn. Vẫn đang gọi là thăm dò rồi, liên tục thăm dò liệu trong 3 giờ Cam Quýt có cơ sở không nhỉ. Có thể có một cái chấm xanh và có cánh rừng khá là đẹp trong 3 giờ, nhưng mà Cam Quýt có vâng có dân ăn gỗ ở trong 3 giờ không? Lượng dân chim sẻ đang nhiều hơn so với Cam Quýt. Phù khá đỏ, chỉ được có một con chém thôi, một tên phù áp sát. Chém áp sát phù nhưng Cam Quýt vẫn kịp vẫy. Sẻ cũng đang có một tên check 3 giờ. Kiểu có năng là trong 6 giờ là Cam Quýt cũng sẽ không vào đó để có một cơ sở nào đó.
đoán nếu như có thì đúng 3 giờ thật ạ. Vâng, chỉ có thể là 3 giờ thôi. Cái xe ở cái giếng nó bị đổi màu, phát hiện ra đây rồi. Tơn này thì 31 dân của Cam Quýt, tơn này sẽ là trừ 6 dân. Trừ 6 dân tơn này. 31 dân trừ 6 dành cho Cam Quýt. Lượng dân chia sẻ đang nhiều hơn vượt trội so với những gì mà Cam Quýt đang có. Đây vẫn là một thế trận rất mở dành cho con chó son. Đang đấm đi thật. Con sẻ cũng vừa mới nghĩ đến việc đấm đi. Sẻ cũng cần phải đánh cặp B rồi. Cái thế này phát triển là hit đang thua nhá. Nói được với anh em, cái thế phát triển lúc này là hit đang thua rồi. Và lựa chọn đấm đi cũng là một lựa chọn mà Cam Quýt có thể nghĩ đến. Và nếu như Cam Quýt mà có đấm đi thì sẽ có thể tạo ra sự hiệu quả đấy. Mình nghĩ là sẻ nên có thêm một cái P nữa. Thằng nào cũng làm một cái P để có thể lên bốn chẳng hạn. Là nhà điều kiện. Đây rồi, bắt được tên quân này thì Quýt toi này. Toi luôn dành cho Quýt này. Con sẻ đang đánh rất ao trình các trận đấu này. Và thêm một tên còn móc nhà nữa đến từ chim sẻ. Còn tên này có lẽ rằng sẻ sẽ chấp nhận thiêu không? Cam Quýt đang có khá nhiều quân ở đây nhưng sẻ có vẻ như quyết định thiêu tên này à? Không, như vậy là câu trả lời của chim sẻ là không. Không vội vào. Không cần phải quá nóng vội với cái thế trận mà đang được tạo ra như này. Một thế trận mà mình phát triển khỏe hơn cho đối phương. Quản gỗ ngoài nữa. Tầm này rừng của Cam Quýt rất bù. Rất bù rừng rồi. Cam Quýt không có rừng để ăn. Trận đấu đã diễn ra đến phút 25 của trận đấu. Rừng đã bắt đầu tù rồi. Cái thế phát triển của Hitty hiện tại đang thua hẳn so với cho son. Cam Quýt có vẻ cũng đã bắt đầu nóng vội hơn. Đi quân để làm gì đó thì... Tầm này nhiều phù, liệu có đủ tay để phù dành cho Quýt không? Đủ tay không, phù hít đi không có máu. Tầm này 65, vâng, Cam Quýt đang phù được khoảng 3 con chém của chim sẻ. Vâng, như thế này thì rất tươi dành cho sẻ rồi. Tươi đấy, tôi tin là một thế trận tươi đấy. Chim sẻ cũng không nên quá vội vàng vào trong đâu. Tơn vừa rồi Cam Quýt mất rất nhiều phù thủy. Còn lượng chém của chim sẻ tơn vừa rồi cũng không mất quá nhiều. Sẻ đang lưỡng lự. Chúng ta có thể thấy lượng tài nguyên của sẻ nhá. Đang có một chút dấu hiệu là đủ đồ để tốn. Tham lai cần chưa thể tốn về hiện tại được. Tơn vừa rồi là tơn cảm giác là đấu quân là lãi phù thủy của đối phương. Nhưng thực tế là với một cái bài đã chuyển sang cung rồi thì khả năng lợi tham của con Hitty nó vẫn khá là khắc bọt. Bây giờ là một tơn phải chơi. Rất đông cung rồi hit, chắc chắn là cung rồi hit cấp 4. Qua là tầm xa của Cam Quýt mới chỉ là đang tầm xa 7.1 thôi. Tơn này sẻ thắng. Đây, tơn này là một tơn chém thắng dành cho chim sẻ. Kết 4 rồi hiện tại, chứ còn gì nữa. Hay sẽ tiếp tục bắt đều 3L. Như vậy là sẻ quyết định là chắc cú hơn, sóc quân ra đã. Vậy thì sẻ sẽ phải nghĩ đến việc ăn những bãi vàng ở phía bên ngoài. Điều đáng tiếc dành cho con chó son là nó không có đầu máu. Em cũng tốn rồi à? Chưa, em thần kinh với các ông mất. Ông nào cũng bảo kích tốn rồi đấy bịp tôi à? Đã kích đâu? Vâng, nhà chính nó vẫn đang sáng trưng đây anh em. Bịp em làm em ngáo ngơ. Tham lai đè gốc dành cho chim sẻ sau tơn bắt quân vừa rồi. Tơn đấu quân vừa rồi. Bây giờ mới chính thức là kích tốn này. Bây giờ thì chim sẻ đang khiến cho Cam Quýt mất tay một chút ở tại khu vực nhà của mình. Nhưng cái điều quan trọng là hai bãi vàng khu vực giữa hai nhà là cái hướng, vâng, là những bãi vàng có cái vị trí gần với nhà của đối phương hơn. Hơi khó để chim sẻ có thể ăn thêm những cái bãi vàng này. Nhà của Cam Quýt nhìn xung quanh có 3 bãi vàng. Còn một ít nhất là một bãi vàng nữa tôi đang chưa thấy đâu anh em ạ. Sao lại hai cái BB nhỉ? Sao phải hai cái BA và em? Và như vậy là A giấu. Vẫn đang đánh rất cẩn thận đấy chim sẻ, chủ động đóng A giấu để có thời gian tụ quân. Vẫn đang móc để không cho Quýt đi quân. Theo lý luôn. Lúc này là cần không còn phải khiến cho cái chủ động Quýt không nghỉ quân. Bởi vì đây là quãng thời gian rất là nhạy cảm của chim sẻ, cực kỳ nhạy cảm. Còn bây giờ thì không cần gì, cần chỉ cần thời gian thôi. Chim sẻ chỉ cần không bị đối phương đẩy trong một khoảng
khoảng 1 phút đến 2 phút nữa trong game rồi. Rất là nhiều phù thủy công lên. Này đang tích được 1.500 vàng. 1.500 vàng. Vâng, 2 bãi vàng ở nhà đã hết. Liệu với số lượng vàng như này có đủ không? Sẽ phải tách con ngựa giò ra để có thể đi tìm rồi. Vâng, đi tìm thêm bãi vàng nữa rồi. Còn một chút vàng hết rồi đấy. Bãi vàng đấy thì cũng hết rồi. Cam Quýt bây giờ công lên và đã phát hiện ra việc chim sẻ lên đến thành công. Được trăm lại 70. À đây, 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 đây. À, canh à? Canh thì chúng tôi cả. Rồi, ra ăn thôi. Một cái cung thì canh cái dê. Canh cái dê, ông Quýt. Rồi, ăn được bãi vàng này thì không cửa thua. Vâng, Quýt đang rơi vào một cái thế trận rất khó. Mặc dù đã đánh chủ động, vâng, chủ động đánh chém thủ phủ để khắc chế lại cho Son. Nhưng điều bằng cái biến số mà Cam Quýt không phát hiện ra trong trận đấu này, đó chính là việc nhà chim sẻ có cái thế nó quá đẹp để có thể đánh theo kiểu cơ cấu phát triển. Và thêm một cái yếu tố nữa là nhà của game thủ Cam Quýt, nhà rất là tù rừng, anh ta không có thế phát triển khỏe và sóc dân khỏe được. Vâng, cái thế nhà Quýt 8 mặt hở, bây giờ cánh rừng trước cửa nhà là hết rồi đấy. Cánh rừng trước mặt nhà của Cam Quýt tầm này là cũng hết rồi đấy. Bây giờ là đời 4 đánh nhau với đời 3. Cam Quýt chỉ có bao nhiêu nhỉ? Vâng, được rồi, em nhìn thấy hình như là có khoảng 40 dân thôi thì phải. 43 thằng dân thôi. Một lượng dân như này là không thể đủ. Không thể đủ để cho Quýt chơi với cả quân đời 4 được. Mặc dù hot của Hitty. À chưa, mặc dù cung đời Hitty là một loại cung đời tuyển. Nhưng vấn đề lúc này chim sẻ chỉ cần đẩy ra và kê ăn bãi vàng trước là được. Và họ đang kê mình bãi vàng này. Chim sẻ đẩy quân ra hay không đây? Cái gì đây, vơ dân đi đâu đấy, lâng dân thần hay gì đấy? Hình như là tôm dân lâng dân thần thì phải anh em. Vâng, 3 cộng 7 dân thần rồi. Vâng, tình huống sẻ lâng cấp dân thần nhanh quá, mình không kịp để ý. Vâng, bây giờ thì đấy, ăn tôi đi. Vâng, dân thần và chọc vụ bịch bịch chạm và phát chết, chạm là chết đây anh em ơi, chạm vào một cái là chết. Cung giờ bắn không chết được dân. Vâng, dân thần 50 máu bắn nó không chết được anh em ạ. Vâng, chạm là chết. Quá khó để Cam Quýt ở trận thi đấu này. Và đây là một trận thi đấu thực sự là đẳng cấp đến từ game thủ chim sẻ. Một trận thi đấu cầm cho Son đối đầu với Hitty lên đời còn muộn hơn cả Hitty giành được chiến thắng. Một trận thi đấu highlight, có lẽ chúng ta sẽ phải xem đi xem lại trận thi đấu này rất nhiều lần. Quá hay, thực sự là quá hay. Một trận thi đấu thể hiện cái sự ao trình của chim sẻ trước game thủ Cam Quýt. Thực sự là rất hay.